Vấn đề là bây giờ mình đang phải đứng giữa một cái em boa Hàn Quốc mặt xinh như thế này, ba đầu, bộ skill lại còn mạnh nữa. Đấy, thì mình cũng rất là muốn lấy về cho thằng Lù. Đấy, thằng Lù nó năn nỉ mãi mình ngày hôm qua. Và cái thứ hai nữa là có một cái vấn đề là mình đã hứa với anh em là trong series này mình chỉ cày cuốc thôi. Thế mà bây giờ nạp vào đây thì chắc chắn là anh em sẽ chửi. Và đứng giữa một cái câu chuyện là bây giờ thằng Lù nó chửi mình hay là anh em chửi, thì mình quyết định lựa chọn là cho anh em chửi. Và đây anh em ơi, mình đã mua luôn cái gói thu thập nhân phẩm anh em nhá. Ôi dồi ôi, và có luôn cái phần thưởng nạp đầu này. Có một HE thòi lòi ở đây anh em ơi. Nhận nhanh luôn xem như thế nào nhá. Mình quyết tâm đầu tư all in với em boy Hancock để xem nâng cấp nó lên thì sẽ mạnh mẽ như thế nào nha anh em. Và hiện tại mình cũng đã nâng cấp lên VIP 5 rồi. Nạp liên tiếp 250 XP VIP các kiểu con là điều luôn. Có thêm khá là nhiều dương boa Lilith anh em ạ. Ok, để mình thử mở mấy cái dương đấy xem được những cái gì nhá. Hy vọng là có thêm nhiều cốc bia vàng anh em ơi. Ui, 10 dương luôn này. Vãi nồi, mở luôn. Ui, 20 thùng bia, 300 xu may mắn. Vãi nồi, không có một tí cốc bia vàng nào cả anh em ơi. Trời đất ơi, cái này toàn quá nhở. Đây, có mảnh này mình sẽ ép thử xem được cái gì không nhá. Ui, Luffy New World anh em ơi. Phạc mén. Quay trở về xem nào, em boa Lilith của mình chắc là lên được rồi đấy. Bởi vì là vừa có thêm hai em nữa thì có thể nâng cấp em nó lên M1 rồi. Hôm trước mình vừa nâng cấp lên gọi là 10 sao xong. Hôm nay lại tiếp tục lên M1 anh em nhá. Lên luôn. Ok, nâng cấp lên M1 nào anh em ơi. Trời, ngon lành cành đào luôn. Em này mà lên M1 chắc là chất chơi người rơi đấy. Wow, nông dân cày cuốc cuối cùng thì cũng đã phải sử dụng đến chiếc cuốc dạ truyền. Đó chính là cuốc ATM anh em ơi. Úi dồi ôi, lên luôn. Sời, M1 ngon lành cành đào. Ui, không đủ nâng cấp lên M1 kìa. Đã XP thiếu thốn thế nhở. Chắc là lại phải vào trong cửa hàng để mua thôi. Rồi, có thêm tí này 7 triệu thì không ăn thua. Đây là có bao nhiêu đây? 44 triệu. Cũng không ăn thua đâu. Nâng cấp một tí là nó lại hết bây giờ mà. 260, ok la luôn. Và đây, lại tiếp tục là nâng cấp ở trong cái phần trang bị đặc thù nha. Cứ máu mà vã thôi. 70 này, phẩm đồ lên. 30% máu nữa, tuyệt vời mặt trời luôn. Và để mình xem quả Haki đầu tiên, bị động tăng 12% máu. Nhưng mà không, chắc chắn là mình sẽ phải tăng vào tốc độ rồi. Ồ, nhưng mà nếu như mà khi nào mà có bảo vật hay là những cái chỉ số mà cộng ở trong điểm phần hạm đội nó cao lên ấy, thì mình sẽ quay trở lại tăng vào máu nha. À, thức tỉnh Boa Lilith 10 sao trở lên là có thêm một em nữa này anh em này. Ồ, ngon. Đấy, bây giờ là mình sẽ nhận thư thôi. Chắc chắn là có thêm một em Boa Lilith nữa rồi. Ui, nhưng mà phải cần thêm đó chính là một em nữa ở trong phần chiêu mộ cơ. Thì mình mới có thể là nâng cấp được em nó lên E2. Và 40 thùng. Liệu rằng có nên all in tất ở event lần này không nhỉ anh em nhỉ? 40 thùng dư quá nhỉ, 40 thùng. Thử vận may luôn đi, biết đâu ra em Boa Lilith này. Boa Lilith này, mặc dù là full 4 vòng rồi. Nhưng mình thì mình vẫn tin, đó chính là có thể ra được thêm một em Boa Lilith nữa. 20 thùng. Ôi dồi ôi, Baby Five ra hai em liền rồi. Cũng là một quái vật ba đầu luôn. Nhưng mà trời ơi, sai lầm rồi. 40 thùng bia mà không được cái gì cả anh em ơi. Tôi toàn rồi, không chơi kiểu thế được anh em ơi. Chắc chắn là phải để dành rồi. Để mình xem là có thể kiếm được Boa Lilith ở những chỗ nào nữa nhá. Chứ chơi kiểu thùng bia này hên xui lắm anh em ạ. Và đây rồi anh em ơi, sau một hồi suy nghĩ thì mình cũng đã mục luôn, đó chính là điểm danh nhận quà. Để bước sang ngày thứ tư là mình có thêm một em Boa Lilith nữa anh em nhá. Và đây, nhận thư luôn anh em ơi. Có luôn 1.000 điểm XP VIP. À đấy, có 1.000 điểm XP VIP thì mình lại có luôn một phần thưởng nữa anh em ạ. Đâu nhỉ? Tích lũy XP VIP. Đây. Hình như 3.000 điểm XP VIP là mình lại có thêm một em nữa này, đúng thật. Lại là có thêm một em Boa Lilith nữa anh em này. Nhận thư phát là có luôn này anh em tin không? Đấy, tuyệt vời mà trời luôn. Thêm 5 cái vé đánh boss, cực kỳ là sảng khoái anh em nhá. Thế để mình check thử xem nào. Chuẩn bị lên E2 rồi anh em ơi. Ồ dìa, thế là thôi. Lên E2 luôn anh em nhá. Let's go. Quá là tuyệt vời mà trời luôn. Sau đó thì mình sẽ đi test thử sức mạnh khi mà nó lên E2 sẽ như thế nào anh em nhá. Ok là rồi, đây 10 sao. Lên luôn. Trời, xịn nhé nhỏ. Nhìn đã thấy chất rồi anh em ơi. Không đủ nguyên liệu luôn này. Vãi trưởng thiệt. 269 thiếu đúng một tí nữa thôi là lên 270 rồi. Nhìn con số 269 nó ngứa mắt thực sự luôn anh em nhá. Lên luôn, 24 giờ này. 1,4 triệu. Rồi, 8 giờ có thêm một cái nữa này. Ôi thôi chết rồi, toàn thế. Thiếu nhiều cái đá XP thế nhở. Không biết là có đủ để nâng cấp lên 270 không đi chứ lị. Vẫn thiếu này. Nó là 5 triệu cơ anh em ơi. Cửa hàng rồi. Cuối cùng thì cũng phải sử dụng đến Belly ở trong này rồi anh em ơi. Vãi nhái. Ok, hết Belly thì mình sẽ quay trở lại là mình sử dụng. Bởi vì là cái thùng Belly của mình thì có nhiều, nhưng mà thùng
Đây đây, 279 thùng luôn. Thùng đá XP nào lại hết sạch cái này. Chết. 27 thùng, à 17 thùng đi. 43 triệu belly thôi à. Ok, lên luôn em ơi. Lên 270 rồi anh em nhá. Thêm quả Haki các kiểu nữa. Chất chơi người rơi luôn. Phẩm đồ cũng phải nâng cấp trước. 70, 80 này. 80 thì lại nâng cấp lên được 5% nữa. 35%, được chiến lên bao nhiêu rồi? 850k rồi anh em ạ. Xà, ngon lành nha. Haki giảm 15% sát thương khi đánh chí mạng này. Giảm 15% sát thương đốt độc chảy máu này. Rồi, tăng hiệu ứng hồi máu, nhận thêm 15%. Thôi để cái này đi cho châu bò nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi test thử xem là em này chiến đấu nó sẽ ra làm sao nha. Mục luôn, đơn đấu này. Wow, Hoàng Thùy Linh này, diễn viên nó đánh mình ghê vậy. Tôi là không được cộng điểm anh em ơi, chắc là level bọn đấy thấp hơn mình ấy. Thế là mình sẽ đi chiến đấu này. Hiện tại đây có một bạn là 7.767.000 này. À mình 8.3 triệu rồi anh em ơi. Ngon, đi múc luôn. Không biết là có ăn được bạn ấy không nhá. Sau khi có sự kết hợp, ô bạn ấy cũng có Boa Lilith này. Nhưng mà chắc chắn là Boa Lilith bên mình tốc độ cao hơn rồi. Và được sử dụng nộ đầu tiên nha. He he. Tí mà đấy đánh cũng bùi. Ui. Wow. Thề với anh em luôn, quả ung ti đẹp vãi cả nồi anh em ạ. À, xị luôn nha. Ngon lành cành đào luôn anh em ơi. Về thế nhờ. Ư shop thì bắn cực kỳ là thốn luôn. Zimagono thì mình có đấm trả sát thương mà đi luôn lù bên kia rồi. Lo nó nộ lên, có bất tử cho team luôn. Ôi dồi ôi, tuyệt vời, Lufinica đang trả sát thương cực kỳ là khủng bố. Và có em Boa bên mình đã phải nằm xuống rồi. Hảo ma Canada vậy. Tí nữa mình sẽ phải đọc lại skill. Tại sao mà sau khi mình sử dụng quả ulti mà lại khiến cho kẻ địch không bị mê hoặc là thế nào ta? Trong khi đó Boa Lilith bên kia còn sống nhăn kìa. Còn bây giờ nó ulti phát nữa thì thôi, có phải là team mình hàng trước rồi dính không? Cày thế nhở. Thôi may quá anh lù đã đánh luôn em đào. Boa Lilith bên kia phải nằm gục xuống rồi. Bên kia thì mất đi nguồn sát thương, chỉ còn lại mỗi em Shiraoshi thôi. Hy vọng rằng nó không hồi sinh được ai cả. Bây giờ thì một nộ nào. Hay quá, nụ phì rồi. Chị cho con bò luôn này. Ok, nhưng mà để mình check lại quả skill nhỉ. Không biết là có tỷ lệ phần trăm nó thế nào mà lại không mê hoặc được ai ta. 270. Đấy, đầu trận đấu gây hiệu ứng hoa vũ lên kẻ địch hàng trước, duy trì 2 hiệp. Đấy, mất kiểm soát kỹ năng bản thân và tấn công đồng đội cùng hàng. Vô hiệu khi không có mục tiêu để tấn công. Ủa? Thì tại sao mà cái trận chiến vừa rồi lại không thấy bị mê hoặc nhỉ? Khả năng là mình phải xem lại trận đấy vừa rồi xem như thế nào đấy. Điểm này, cộng 44 điểm đây đúng không? Ok, mình để tốc độ khoảng x1, x2 đi. Xem đánh như thế nào. Đấy. Không thấy mê hoặc nhỉ? Ashira team bạn. Rồi, ulti. Vẫn dẫm được vào, đó chính là Shira team mình. Hỏi chấm ạ. Thế là như nào? Mà không đánh đồng đội cùng hàng nhở? Ảo ma Canada thực sự luôn anh em ơi. Cay đấy nhở? Anh em có thấy lạ lắm không? Mình lại nghiên cứu tiếp quả skill tiếp theo xem nào. Để xem như thế nào mà nó lại không bị cái hiệu ứng đấy ta. Rõ ràng là như vậy mà. Mất kiểm soát tấn công, vô hiệu khi không có mục tiêu để tấn công. Ảo ma ấy, đồng thời bản thân và đồng đội cùng hàng miễn dịch toàn bộ các hiệu ứng gây mất kiểm soát bản thân. Đầu trận đấu gây hiệu ứng hoa vũ lên kẻ địch. Hay là cái skill này nó không phụ thuộc vào đó chính là tốc độ ta? Ồ, có khi nào như thế không nhở? Bởi vì chỉ trừ khi là cái skill này nó không phụ thuộc vào tốc độ thì cứ team bên nào mà có em Boa Lilith vứt hàng đầu ấy thì bản thân này, đồng đội cũng không bị miễn dịch. Ảo ma Canada thực sự nha. Cái này chỉ là cái em Boa Lilith này chắc là nó chỉ hơn ở chỗ là nếu như đội hình team bạn mà không có em Boa Lilith ấy thì nó sẽ kiểu như là sẽ bị cái hiệu ứng đấy. Tức là sẽ bắt buộc anh em phải chơi em Boa Lilith à. Nếu không thì mê hoặc cao thốn lắm. Mình đánh thử một trận nữa xem như thế nào nhé. Nghe hơi ảo nhỉ. Lufinica vẫn dã mà Shira bên mình như thường luôn. Dã man con Nga. Đây có bạn nào lực chiến 8 triệu. Ở à đây 8 triệu 3 này. Cùng phân khúc lực chiến luôn. Đánh thử xem như thế nào này. Ok luôn. Để tốc độ x1 thôi. Rồi. Có hôn gió này. Team bạn thì Zipa con nó đấm. Rồi luôn. Đấm pha này thì chịu sát thương không? Ui dồi ôi, vãi nồi, đi luôn hai em ạ. Vãi trưởng, Shira team bạn thì có nộ lên này anh em này. Rồi và bây giờ em nào được tấn công? Lufinica, à đúng thật này. Ồ, đấy anh em thấy chưa? Đấy, team bạn này là không có em Boa Lilith nha. Không có em Boa Lilith ở hàng đầu.
thì là em lù nếu đánh vào Yamato. Ồ ha. Còn lại trận đấu lúc nãy ấy, là có Emboa Lilith đứng ở hàng đầu thì nó không phụ thuộc vào yếu tố tốc độ anh em ạ. Tức là chỉ cần vứt Emboa Lilith ở hàng đầu thôi là tất cả những cái vị tướng hàng đấy nó sẽ không bị mê hoặc. Hiểu liền anh em nhá. Ok, mặc dù là thua trận đấy nhưng mà cũng test được cho anh em xem là sức mạnh của Emboa Lilith là như thế nào. Tức là bây giờ thôi xong rồi. Bắt buộc anh em phải chơi Emboa Lilith rồi anh em ạ. Nếu như mà cùng chơi ở cùng thời điểm nhá. Nếu ví dụ như anh em cùng chơi server 497 giống như mình chẳng hạn, mà anh em không có Emboa Lilith là vào chắc chắn IPK là sẽ bị hiệu ứng của Emboa Lilith bên mình gây cho mê hoặc, đánh cho cực kỳ thốn luôn đấy. Wow, và cuối cùng thì ngày hôm nay mình cũng đã nâng cấp được Emboa của mình lên E2 rồi. Và phải công nhận là em này bộ skill khó chịu thực sự luôn. Khó chịu như cái bộ y phục của em nó vậy. Thôi thì chúc anh em chơi game thật là vui vẻ và nhân phẩm cực cao, để mà không cần nạp cũng có thể là sở hữu được Emboa Lilith E2 giống như mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.